Execute viên ở global configuration mode chứng chmốc rõ là gì ca có xong có lẽ đồng bây xong có thả ta router nâng chi router bọc cô na rưu có router bọc sử thả bàn nà mùi nhé hơi dương bàn riêng trong configuration mù lật than mùi chùm luôn tiết đôi chi vẹp bọn nâng ở secure management access mà cứ ca chọn mở group crom vọc bọn bọn bạc ca bà này router bởi dưới nâng mà thường mất ơi vì miền sau bắt tập tiếp và chứng dương man đặt password KP và user mode cứ đặt lên console port và person và net đặt tay chôn một căn và user execute mode tam console trâu tay bằng ping console password và chứng tiếp đặt chôn bà này và mỗi tiết dương man đặt password KP public mode và chỉ mỗi nâng enable secret class và enable secret chỉ keyword class này cứ chỉ password bà chứ enable secret class nó bà password KP public mode để dân đặt thả class nó nên trong ban encrypt bà chỉ mua những keyword secret này bà pi thay encrypt cái việc bấm line để chia tầm rung smoke smile như là nhẹ là nhảy chứng bà tôi bây chia nẹt đầu tay cái ai chôn mà đo file lập tục nó password nâng cả đó vậy đôi chỉ file running config startup config bà chỉ đáp đấy bà trước kia anh ai đăng thập password nữa chỉ khá thì vi ba bấm like nhảy đấy bà vi ba bấm like nhảy bà hơi dương ban config password KP remote pi chụp ngay tam theo net rư cò bà SSH bà cứ vi thì vài password bà ok hơi dương có ba rip trong một ba là mốt thôi vi bằng hai chỉ xa mũi nó pi là kia cho một căn bộ phận bật cả router và dương đầm bị bật chui bằng căn cầm đợt sự bật tiếp dương xa nó dương và hai thà ho sợi dây sẽ only nhé miền tây nè miền sơn tây để hai chôn mà bạn mà hơi về để chọn cả configuration và dương complete copy running config startup config đầm bị save configuration bị rem từ anh bị rem và trước anh đi sẽ vay để dương bạn sắc xa bị sập đà muốn hay không được xem trong phải chạy và thay một tịch bà console password đối dương bàn đặt là Cisco hay VTY password dương bàn đặt là Cisco này chứ password ở tầm nâng bà console hay VTY nó cứ ở ban bà ở ban này encrypt bà chứ việc bằng hai nó không tầm rung plain text bà chứ mà sau là kêu cho mà file running config file startup config kia là khơi thà console password cứ khơi password nó Cisco hay VTY password Cisco tại chứ cái ai đăng bản chứng đầm bay KP hai để pay nâng nền học này ai execute command mới tiết service password encryption no global configuration mode nè chứng viên nâng encrypt password bỏ console hay nâng VTY password này bà bấm lại đi plain text tới encrypt bà tới tổng rộng smart smart để nền đầu tây mình ai đăng bản bà nền đầu tây bà mình ai đăng thả nâng đầm lại cần và còn vị trí ấy bản nhé ok chứng anh ấy chỉ ở vây để dương ban ở sắc xa pi ở sạp đà muốn nó có khiêm lược mò bà rụng lực làng bình tạch nhé ok chứng xâm rạp sạp đà này dương nâng bật to chúng nói ca riêng trong ca nghe mù là tha nổi router tờ đá lại xa dương miên ca nghe mù là tha nó cứ tràn của xong đá bà chứng dương châu đo lì dương châu đo lì bà đã IP ở interface bỏ router bà chứng
Sốm nua số tha ta hạt ấy chăm bệnh đã IP ở interface bảo đảo tờ nè và nhưng đã tới vì miền phải giỏi ấy và bên sốc sốc ấp phải giỏi kỹ thuật cả đã IP interface bảo đảo tờ thì chương đề đọc niềm sốm lăng mơ đa dịch ra bởi dưỡng đi nè rút đầm nang nai vương bởi dưỡng đi và rút ta ngồi nai vương bởi dưỡng đi và chương dương khơi miền pi đảo tờ hay đảo tờ thì mùi nước miền bay interface nè dương khơi đảo tờ vốn thì miền interface chi cái biết rồi là zone miền chi cái bit số là mười nhé miền ở serial số là số là số đôi khi nhỉ nhé router thứ miền chi cái bit số là số chi cái bit số là mười hai nâng ở serial số là số là số và hai router từng pin nó kê to về show up khi bằng cả ban chi và bản đài mười chục luôn chứng nhận ở kia tôi đọc mơ thật tác lúc đài gram nhỉ miền bằng ban bản đài chứng bị pc one mà đo chi cái bit số là xôn này đâu từ vòn ấy mùi bẩn đái nhé ai chỉ lén vòn này chẳng máu ai ta thật lén vòn này chẳng máu đấy ok PC2 mà đo chi cái biết xôn là mùi này đâu từ vòn ấy mùi bẩn đái tiệt mà ai ta tha mà lén mà thu chẳng máu đấy ok lén thu chẳng máu mà hai pi ấy serial zone slash zone slash zone này ra từ one mà đó serial zone slash zone slash zone này ra từ two nick mùi bản đai tiền và để mất sinh nhà đấy cứ tăng ở phải đấy và bay area này vừa và chắc bay bản đai nhé và bay bản đai pi computer này và mà đó là chi cái bit zone slash zone này ra từ two mùi bản đai tiền và thì họ thành lại three và chắc và mùi pi bay buôn bản đai nhé pi pc này pi computer này mà đó lấy chi cái bit số là mùi để ra từ chú mùi bản đài tiền đấy ở thì họ thành lại phỏ riêng là con rút phim để dương ba bằng hai nhất nhận đó kia cơ thể miền trăm bản đài top shop kia tạm dạ router và tạm dạ interface và đây router pi và router thì mùi mùi nó ra bay interface và bay interface chương số lô số tha prosum và interface này router từng pi để ra đồng bay shop ba ở trăm network nè ấp ban đặt IP trầm trơ tì ok sốm nô số tha ta computer nó không ngờ bà ở tì hòn đi lại tì mui lại tì pi lại tì bay lại tì bốn nè ai trả sai tệ tờ kia ban rư mình bàn nè ok chân chầm lái cứ mình ai tì bà chân ca là cái đặt IP ở interface tì mui này đầu tờ nó đầm bay chui ai bằng đai đẹp shop mà lan đẹp shop tờ cam đấy router thì mua nước này và opacon nó không line đẹp shop từ can router thì mua nước ai và sai tệ tờ thì bán đấy anh ấy cứ chia head pole chấm bò đấy ok to ở lâu để đọc đi mà mơ ca và bị chẹt và thám đấy mà chứng layer two switch support line and have multiple file ethernet or gigabit ethernet port bản chân layer 2 switch với support line và bên đây ta computer CMC để top shop một căn switch stop tí pí này và cứ thật nó có đồng line mùi và local area network mùi hai layer 2 switch đứng viên miên ở multiple file ethernet ở gigabit ethernet port chứ viên miên port file ethernet tràn hay gigabit ethernet tràn và chỉ tu tới file ethernet tràn chiếc hay file ethernet hay gigabit nó khó khăn nhiều mệnh trong trọng áp thì bài hay nè và file ethernet cứ là bươn via ai đọc rư mà rơi megabit per second đấy và chấm nay chi cái bit vĩnh là bươn via ai đọc mà rơi rư mà bọn đấy ok chứ nè đọc nên mơ đôi ba bằng hai nè đôi tiêu hoa switch này đấy và nè đọc nên khơi miên là file ethernet và vì xôn xa lạc mùi đo mà phải bốn là chi cái bit xôn xa lạc mùi xôn xa lạc phỉ nè đọc nên ai mà mơ cái này nhỉ config đấy cái file ethernet xôn xa lạc mùi rồi hốt đo là mà phải bốn chỉ cái bên sơn ra mũi sơn ra pì đấy ok bản chứng roll up go up same same để top shop mà can lay thứ switch này mình tha to tam file internet được chỉ cái bên này và cứ vi thật nó còn line mũi và local area này vượt mũi nhé và ok hai đợt này mình chạm vào rom và to tiết router đấy và router support line and WAN and have many type of interface include gigabit and high speed WAN interface card AWIC slot to support WAN connection bạn chứ router we support LAN hai đường WAN nè ok giờ mới đối ba bằng hai đường phím đi và vị trí gigabit số là mùi bỏ router to một PC nè
và mà switch hay mà PC này chắc là nó viết support ấy line tai serial này nó cái phim serial này và serial interface bảo router này viết support ấy vài ba ok hai bộ phim interface bảo router nó miền trái này ai miền này và ethernet miền chi cả bit thôi miền serial và serial nó cứ hai speed vài interface card slot và trước bên miền này slot sản phẩm shop và card vài và sản phẩm ở những shop từ vài area này được nhé ok và trước khi ông bà hai nhận đọc niên tích mà đôi nhận đọc niên khơi như router đọc bài xe mối nít mà nhận đọc niên khơi miên P5 Ethernet mà 5 Ethernet xôn xa lạc xôn nè hai được 5 Ethernet xôn xa lạc mùi chắc nó viết support mà ấy lại 5 Ethernet xôn xa lạc xôn nhưng to mà lại 1 ok hay 5 Ethernet xôn xa lạc mùi nít nhưng to mà lại 2 được cho bạn rịp chọn môn nít là bày lươn tỉnh nè ok chẳng viết có support ấy vài hình này bạn tận tay còn dùng này nhưng ta add về bật thải nè để đọc này cho mà lại physical này mất để đọc này khơi nhưng sau slot để tận này nè và slot để tận này chứ để đọc này add bật power sẵn và một add bật power sẵn nè và để đọc này mà mơ mà tận tâm nâng card xâm rạp vài hình interface cứ HWIC nè và ok High Speed Wide Interface Card chứ nè đọc này xoay ra HWIC nè mà nó chưa khởi nên HWIC nè đọc này nè ok HWIC 2 mà ok 2T và chứ nè đọc này mà mơ mày xây gửi nít HWIC 2T is Cisco 2 Serial High Speed Wide Interface Card provide 2 Serial Port chứ nó chưa card Serial và Bosco đây có đoán là bươn bởi chung và chia cáp vẹn nè và chia cáp vẹn và có đoán là bươn bởi chung tần này của bà mà hơi miên bì port serial nè ok chắc là tóc này tìm gì mà và cho mà hãy bán power mình ok ok hơi router môi xây tiếp nè tóc này thương được kia mà đá nè ok chứng mà sân hoạt bật power nè tóc này tìm cáp serial cho mà đá mà về nâng alert và cannot add module when the power is on. Chứ bây giờ power của phương tử nơi cao chứ không add module đồng bà này chứ nằm rằng ở nhà tôi có bật power sẵn. Và nếu cái cao bây giờ lưu đẹp ở đây tôi có real device ông bà có bất hơi phương là bằng power hơi từ và đón cao cho system board là chứ vì bà chơm là hà đi phấy ai chó chứ nè tôi có từ chạp bà rộng lại nâng và đầm bây cao bây giờ bà kịp nâng cứ cảm ơn hà nội phải đọc luôn dương nè và chân một ad card ad ấy cho nó bật power sẵn nè và bật power sẵn nè kì ad với cho màu kì ok chân nè đọc nên là khơi tham với biên và serial interface nè đọc nên đạm màu nè đọc nên khơi nè mà config như mắc nè đọc nên ở chia sài nên đọc nên khơi miền ấy serial sôn serial sôn 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 mùi tích chi ấy bà chia van interface và van interface nhé ok bản chân nhưng mà bật to tiền nhé bà đối ban bằng hai nó không ở rupee chất bà p để dương ban đặt ip interface thì mùi bỏ router mình tha interface để support mà line interface để support mà vài này bà đồng đâu ở nhà tầng học đi bà tôi bị đặt IP subnet mask nè mà ở interface thì mùi hơi nè bà as shown in the figure to the left được ban hai đồng phim càng Swedish and interface must be configured with an IP address subnet mask and activated with the no shutdown command và trước interface thì mùi nước từ đặt IP subnet mask mà hai bà tôi mắc ba gói viên đồng mạng cả chỉ mùi được command no shutdown và trước person và interface thì mui để nè tổng hợp này ban đặt IP subnet mà hơi tái admin ban ở bên tầm ba ca thì chân interface nước mình ai đó là tập hiệp ai computer này line này top shop tập can interface nước ai và đặt ai sân để siêu tần này cho các interface nước bạn này nhé thì kì chân chăm đấy interface bỏ ra tới để ra bài default kì bật ở đôi bật switch để switch kì bài nhé và chân ra tới kì bật là bài headphone và tập hiệp và chứng p để nè tạo nên ba chia sẻ p để tạo nên đặt ip interface bảo vệ hay complete no shutdown nên no interface mode đầm bay ba ở interface nữa chia sẻ đầm bay ba ở interface nữa cứ đầm là cả và tiếp interface nữa
vì thưa cả ai xem ai receive bản nhé. Ok hai bà đầm bay đặt IP interface nào mỗi nhận học liệt từ chỗ màu select interface nâng cứ màu global mode hay miền command interface và phần interface đặt lên sầm còn về máu thay ai description của bạn đây nhé bà và dùng ở bị phần này của bạn bị phần này của bạn và thì họ chỉ có biết số slash số nick kèm phần này tha link to line board và cho một căn line board thì màu bà ai đi đặt IP ở phía bà nó clear sập để mắt tóm mắt no shut down. Ok, tóm mắt no shut down chắc bên đây tha interface chỉ có biết số slash số nick kèm đầm ba cái ai đặt non tận đây trên châu tạm đầm ba này hãy nhận đọc đi chạm vào môi tiếp và viên đang ở lớp message trap tha interface nó change state to app hay protocol nó có change state to app này chân interface môi với cả bán miền IP và state về app protocol về app nè. Ok và hai interface same same tiếp thưa đôi kia chân này và phần này đọc đi mà mơ ca có sầm còn mùi và ca có sầm còn mùi tính tiết trong khi mà riêng trong đã IP interface bà ở đây học nghĩa đấy, ở đây học nghĩa ai follow tạm bán, phần là lâu mới ca có sầm còn mùi đấy, bà nằm bay vô đường tích, bà in a lab environment serial interface with cable and label DCE need to be config with clock rate command, bà chứng nơi còn lab rồi còn real world cả đời, bà nơi còn bắt đầu ăn ở world rồi còn nơi còn network bật bật cọt cả đói serial interface và đài cái đại chúng mô tha DCE nè và trong mình chọn lại DCE nè và ok và trong dân ta đã clock rate ở về và clock rate nó cứ cầm nót chụp luôn bit và per second để ai ở interface nó về ai nhà bàn đấy và ai và phải chun bàn và chụp luôn bit per second và hãy đấy chạm bánh đã clock rate nhé, đồng bây giờ sinh cả này nhé. Ok, rồi viếng bà trong bằng chọn bằng hàng này chia DCE trong bằng chọn bằng hàng tiếp này chia DTE tỏ lời như mà mơ cả bằng vùng của chọn lại nâng tích mà dân nè đọc đi mà mơ khi mà chạm bằng time lại nâng tích và thiết bất ở nâng CC ở phó bằng kia riêng bì và lộng bật nhé, bằng lý dân sẽ điện đó lại clock rate để tâm nâng bà và vài interface nó chương trình bao gồm chọn tính đấy. Ok và chương serial interface and clock rate và chương năng lượng serial interface này chia DCE và dương trao ca clock rate hay clock rate nó kia trao ca là bởi ấy mà clock rate synchronization DCE and DTE và chương trình mới và chương serial mà kháng chia DCE mà kháng tiết chia DTE và DCE đấy trao cả clock rate và DTE ở trao cả clock rate này đã đổi bàn và hai chứng đấy bởi kì và trước những mưa nâu phê là router P top shop nia tạm dạ vans và vans và link và chân router mùi nhé mà trong mặt hàng mà này vans mùi này router mùi nước trao cầm nọt ở clock và trao cầm nọt clock rate đồng bây ơi vì ai tầm nẹ tầm nấu chìm mùi nừng và trong mặt hàng này router mùi xin tiền và hai đầu viên router từng pi đó là mỗi trâu đa tua chỉ DTE à mỗi tiết trâu đa tua chỉ DCE và hai DCE hay DTE đó như vậy và hai ca cộng nó tha tại mỗi na chỉ DCE mỗi na chỉ DTE đó và Australia và network engineers và Australia Wisconsin bằng tay và computer này và chương trình ai cầm nó thả môi na chỉ DCE môi na chỉ DTE nó là file lơ visco bằng đài nhận đấy. Ok ai chỉ tu tư đấy chỉ tu tư con là chỉ tu tư kia cầm nó DCE khang router ISP và hơi DTE khang router và customer. Ok và chương trình phía chấm DCE kia cầm nó khang router ISP hơi DTE nó kia cầm nó khang router customer và hai như mơ pia thà đi thì y hay đi xì y nữa mà đi thì y hay đi xì y nó cứ very common và chỉ pia mùi thư tơ nó còn tìm xa data communication đó đấy và hai đi thì y mà pia thà data terminal equipment mà bên đây ta chỉ ông có trong một trong đây là phải chọn đây là ta mùi hai đi xì y data communication equipment bà chỉ ông có sản phẩm bà tổng lệ tổng đồng đặt thả bà chân
đôi chmu đại vi ban lược làng chặt bà đôi chmu đại vi ban bị chẹt chẳng đấy bà DTE bà cầm loa sùng co this is a piece of device that communication line bà cứ chỉ phải đại mui để ông có đang bị chọc bà theo thay chỉ line bị chọc để cao tầm đẹp tầm đầu này bà hai DCE mình path for communication bà bên đây chỉ plow sầm rạp cao tầm đẹp tầm đầu bà chương này học niệm mà mơ là rupee này anh ấy nâng lại đấy bà nâng lại chứ chỉ tu tới thời tiết bẹp nứt bà chương ở thì họ đào từ A đào từ B chương cần đánh tam ở serial bà tam serial khai bỏ bà đi chiều vải nữa bà vài area network chương mặt hàng chỉ DCE tạo cả chlorate và dương ai cầm đọt lửa rào tờ A rửa rào tờ B chứa rương bỏ dương còn là phía trái mà tệ tờ tụ tớ khang rào tờ ISP kê cầm đọt chứa DCE hay rào tờ khang customer kê cầm đọt chứa TCE và T là chia sẻ DTE DCE DTE nhé ok hai protocol nâng lưu bà serial và tệ tờ nâng vài protocol nâng ai trai bỏ Cisco và HDLC rửa gọi bà open và PPP point to point protocol này ok phần đẹp đọc niềm mơ real world mình nè và ca top shop và bài real world mình và chân ở trên phía router này môi mơ cái trang miên ở bà co mùi nè cái áo chứ một tha và đồng bài shop tất cả một vài nữa nè mà cứ C as you slash D as you và I C as you slash D as you nữa mà tịch vào việc bình lên của phía cứ channel service và unit data service unit và chân CSU channel service unit is device that connect terminal to digital line và chân chỉ ông có đề top shop và chấm lệnh và chọc mới từ căn digital line và thì họ chấm lệnh điện này và top shop bây và vài nít mà căn là digital line khang line này và chúng mình bắt chọc này và ván top shop một cái này và line và digital line đấy và khẳng định riêng line riêng đấy và chứ nó cứ chỉ chúng mình bắt chọc này top shop một cái này và digital line và khang line bây giờ khẳng định và hai đi assuming và data service unit và data service unit nó có chia ở bậc cao mỗi đại và device perform protective and diagnostic function for telecommunication line bà chẳng lại định bệnh nhé bà chẳng có chi opacore mới bà dial bà cái hào tha perform protective bà đại bệnh miên mục nghe bảo viết tại tên nâng ca cả pi hay nâng ca diagnostic tại tên nâng bà thư đập đọc sài tại tên ca pi để chai xếp xếp tại tên bành hà đó nè bà chẳng xâm rạp shop mà càng ấy telecommunication line và xong rạp shop một căn phần thằng telecom này và telecom line này ok và chẳng phải bạn kia thảo nó xong rạp pass for communication mỗi xong rạp unline cable ok hào thả uncommunication line và mấy cái chọc hàng bà chia cái hào thả chia mà connect bà phân tích chia sẻ chọc một top shop đi chẳng phải chọc một căn digital line này khang line như này đấy ok hơi khang DSU đấy xong rạp shop tất cả và telecommunication line xong rạp từ line khang công ty là còn và khang vài đại vượng đấy ok và chẳng chỉ đúng với lòng nộp tận đứng một đâm chẳng đấy phải đôi chỉ một đâm chẳng đấy xong rạp ôi khang line hơi nâng vài nít vì xong rạp xong rúa lòi miền miền là tập tiếp nâng cả và chlong kia tập bệnh tập màu bạn đôi một đấm dương đang thấy về bộ prai pi digital từ analog pi analog mà dx digital và ok chân diagram đồng lại với cái tham biệt bạn hay real với cứ tàu cá bạn tập bay cần đây tập bán nhưng tàu cá csu dsu thì phải đấy ok hay để đọc đi mơ cà phê chuyện này định tĩnh đấy ok in real world network your router serial interface would be connected và chương serial interface bảo rằng tới ai cần lấy từ căn opacore và họ chỉ muốn thả CSU DSU và rứ và cái ban shop và cái or perhaps have it already embedded in
router interface và rứa cả một nia nữa cái ban và device để biết và à một nia CSU DSU nữa cái ban shop nó không interface bỏ router và chia sẻ như vậy đấy ok và chia sẻ như ok nhưng lại đi coi trong và chạm tích và tha DCE trơ cả chlorate DTE atraka chloride đấy nhé, và atraka chloride đấy, ok. Chân P là đẹp tăng oxy top shop và serial nè, và top shop si serial mỗi từ serial mỗi để nào từ P và mặt hàng tăng cộng nốt chia DCE mặt hàng tiếp chia DTE hay DCE chia atraka chloride, ok. Và tỏ lời dương mưu tách chạy tăng ca rip chom và cộng nốt interface và ca đa IP interface vào nào tới và chứng khiêm đừng đặt IP ở interface vào router 1, router 2 đấy okay. Chứng để đặt nên tập shop máu, nhưng tập shop phải bị 1 và 2 máu đấy okay. Bạn chứng khiêm cầm đặt ở chiếc này nên đặt nên khơi như thế serial DCE để đặt nên khơi miền rút này là cả này miền clo rate hay serial đấy và DTE để đặt nên khơi miền rút này là cả thì chứng bật xâm để đặt nên trang ai kháng này DCE để đặt nên to bị nịnh một đấy và thì họ nick chấm giờ serial zone slash zone slash mùi và khẳng nick chấm giờ serial zone slash zone slash zone và trước này tôi không nên đặt màu này máu và chia sẻ nên ta không thể miền rút này là cả đấy và chân nâng tất cả khó đấy và tay và thân này ta có nghĩa trong ai và này ta có nghĩa trong ai khẳng định DCE vậy nhé nhưng ai to chọn trẻ mình và này ta có nghĩa trong ai DCE sẽ đi sâu ta sâu ta sâu chẳng định mà sẽ đi sâu ta sâu ta mùi nhé chân này ta có nghĩa khởi khẳng định cái ấy miền rút này là cả và chân khẳng định chia DCE vậy đó. Ok, bây giờ lấy ta mở diagram dương máu đó, chúng ta cần để chỉnh với chúng tôi từ tam diagram mà dương chân khẳng định dương cộng nọt giờ DCE khẳng định dương cộng nọt giờ ấy DTE đó. Mà chúng ta đã biết chưa được khẳng định một serial zone sa zone sa muối khẳng định chúng ta serial zone sa zone sa zone mà chúng ta serial zone sa zone sa zone hay khẳng định serial zone slash zone slash mùi đấy ok tỏ lấy dương cho tạm tâm cả đặt IP ở và interface bỏ router đấy đồng bày ở router miền là tập hiếp ai ai bọn đai và để top shop tạm dạ router đó để top shop tạm dạ interface này router đó và computer nó không bọn đai để top shop bọn can router đó ai bắt lại tạm tâm kỳ bản chương đồng bày riêng trong IP ở interface bỏ ra tới thì tôi chôn từ cam của con bằng mặt cà về đồng bây chôn được cam của con bằng mặt cà về nên ọc này giờ computer mà cửa được mất hay mình xài console nè ok bà chân console hay to mà computer nhất serial hay dân miền software mà bất trì và đưa có hai cái tên terminal nó kiếm cho môi terminal ok, chúng ta có nghĩa khơi nhờ xâm lưu xua thà would you like to enter initial configuration dialog chương trọng mà bần vô biển đang tràn đoán là chương trình no chương trình cho đo user execute mode command enable cho đo privilege con app space cho đo global đặt cho một môi xâm quan là hostname và đặt thả all one chương trình riêng chọn interface mà interface mà chúng tìm mối select interface đấy interface file select zone slash zone để đọc đi ai description bản ai bị bỏ đi bị interface được bản descript và chấm là thì họ thả link interface đó link to đấy cho tất cả lại form đấy ok hay đặt IP ở interface đó IP dot clear address while lên IP cho máu mà rồi cao phí cho mà rồi học làm mấy mà chạy đọc mà tên ọc này khởi nghĩa, nên network về trình đọc trình số, IP này nếu chúng ta trình đọc trình mùi nè mà trình mùi hay xong lại mắc, vì là prám chốt vì là prám chốt, vì là prám chốt sổn, hay dựng bằng ai cầm bà cá mắc, nô sạc đọc
Okay, job simulation thì mặt vậy. Okay, chương này đọc như khơi nhờ mà interface change state to app, line protocol change state to app. Chắc như là mà cả hai, biết với cả hai đấy. Okay. Bà hai miền interface mới tiền này đọc như ai ở đâu mà lớn lươn đấy. Interface file này số slot mũi IP address mà IP description miền tính mới connect to line 2 mà cho căn line 2 IP nè chúng đã chạy mà pay chạy mùi chẳng nên đọc này đồ đọc này đọc mà pay đồ lấy mùi đọc lấy pì bà port no shutdown nè ok chẳng khuyên vi change state to app đá mùi tiết interface serial nè là chìa vay interface và serial zone slash zone slash zone ok và đọc những ai description tính máu link to van ok nhưng vì bọn này là bây sử dụng chỗ mà ok hãy đặt IP biết IP address và nhưng mà khi mà đặt rồi cao bấy chỉ IP public và tất cả internet rồi cao bấy chạy đọc chạy mùi slash sạp sập đấy mà rồi cao bấy chạy đọc chạy mùi slash sạp sập pira pram pira pram pira happy và những người điện thái đó tăng tích năm tí phí chăm ổn dây lặng vệnh tế bằng interface nơi đầm nào cá no shutdown chứ như khi anh ta sở riêng mình cần nơi change state to và change state to a down và đời xa tải tháng này ở ta mặt bằng ok chứ như mình đi TE ở ta ca clore đây đi và chứ mà sân nè ta có nên đặt clore rate mà ai đặt bàn này khá lạc này clore rate này ai đặt bàn đó nên ở phần khơi nhờ và clock rate speed nè là bươn biết nè và bit per second và chúng luôn bit đẹp chun ban nó mùi viên tì và chân chú clock rate from the list about chứ nó được clock rate nó không lịch nâng ạ và chân là tì hoa dân cho học sập buôn xôn bài đòn nè ok học buôn xôn bài đòn và chân là tập niên khơi nhờ vì alert thì message mùi bạp dưỡng tha this command apply only to DC và DC ok chứng apply ban tại lưu DC interface và chân khang DC apply và chân này đọc này ISO controller đồng bày tình nhận yeah. Và như cơ nhờ file is an ISO human serial nè và nè đọc nè chạm ra một serial nè serial số slash số slash số nè đọc nè khơi về chỉ ấy DTE chân atraka chloride nè atraka chloride ok tỏ ở lời dương bật to tiệt nè dương bật to tiệt hơi khang rao tờ tí pi ok tỏ ở lời dương mơ khang rao tờ tí pi tích khi nhầm chôn mà thơ tài serial số slash số slap môi đồng bày đã chloride đấy nè và ở nền học này khởi thả nâng viết ra cả chloride và chừng dương châu mở can và phòng và bật cả này chia sẻ rào tờ tỷ pí mấy chỗ là bàn chẳng em chị mình sẽ console nè ok ok mình đang ngắt chân nhỉ chứ mất em shop bị định mở nè cho mà console và cho vào lọt cát và
Ok, xin mời chị mời tìm mấy chỗ. Bọn 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 ca ra tên hiện bàn chứ. Nhưng giờ computer mà cứ đường tiết. Console. Để console. Serial. Ok. Terminal. Mà bắt chơi rồi chẳng nè đây là mà bị nó khi mà ra tờ mười phần tiền mới nè bắt chơi này bạn ok khi mà ra tờ mười phần tiền nó thả ra tờ thì pì nè ok cho tới khi mà lật chân vật khởi cho anh em ai sẽ riêng cho sân này ai sẽ riêng cho sân bảo port ok dân dân sẽ riêng mấy cái khác nó cứ sẽ riêng là DCE ai sẽ riêng sôn ta sôn ta mùi cái này sôn ta sôn ta sôn ok lo dân cho tới căn bảo bọn bảo bọt cá cần đánh tạm console ok, nó chốt bàn, rào tờ một nông rộp làm ấy ok, hai chấm đẹp đọc nha, cần nạch tờ căn ở lại nếch chấm đẹp tôm tình mong lươn bây giờ tôm tình lươn ok, trước giờ mưa chấm trong chỗ là bệnh nhạc, bệnh trạng tích nhưng bà tệ tâm lên sở riêng là DCE đấy nè bà kể tỏ lấy cho tôi căn bộ phòng bộ ca bỏ ra tớ kể dựng xe nổ nó nè kể bà enable connect species và hostname đã thở on to interface serial zone slash mỗi nè đọc đi ai description đỉnh mà thả link to when ok hai IP address mời cầu bấy chạy đọc pi xăm đẹp mắt bây giờ pram xôn no shutdown ok clock rate bản nè và clock rate học sập buôn xôn bày đồng nè đọc nếu khởi nhập miên là chỉ mấy xí tí và để xa xử lý nước về DCE nè ok hay nè đọc đi ai show controller đồng bày trụt nền mớ và show controller và nên đọc nên một mơ lại như serial interface nữa nè nên đọc nên khơi serial ok chia sẻ mơ serial zone và zone slot mùi nè nên đọc nên mơ serial zone và zone slot mùi và VGX và DC phải đi clock rate để dựng bàn cầm bóng đấy và ok và clock rate để dựng bàn cầm bóng ok chẳng nghĩa mà dựng vinh nè và nghĩa mà mì điền dựng vinh và chẳng clock rate để dựng và cầm bóng nó cứ và đồng bây ai sinh cần này nè đầu viên trong bánh chọc và nây sở riêng là DCE hay là DTE và ok tầm bay ở miền tầm đẹp tầm nắng này trong mình chọn khác DCE hay DTE và ok hay nếu đó có nghĩa dương và tỏ tiết cứ bà cho đó là config IP version 6 và router interface và chứng interface của routers và ai đã IP version 4 phong IP version 6 phong và dương khao tha dual stack và dual stack nữa nè và dân bàn điện phi năm tỷ phi hời và dual stack thì dân ai pra là dual protocol IP version 4 của bán IP version 6 của bạn đấy mà chứng ca tổng đẹp tổng đấu và chỉ ai tiếp tiếp cứ pra IP version 6 và về đại IP version 6 và nhá ai pra IP version 4 và chứng đặc biệt này ca ta IP version 6 hay IP version 4 ở interface router đó vì
cochlear tay nè gron tà IPv6 nè 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 IPv6 address ba. Ok nè nè IPv6 nè 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 IPv6 nè 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 bà interface nâng bà chỉ môi nâng command no shutdown đôi nâng IPv4 đài bàn tay vây để nâng ọc nê trâu chạp ở rõ mùi nế bà vây để nâng ọc nê trâu chạp ở rõ mùi bà bẹp bòn nâng bà enable IPv6 routing bà enable IPv6 routing bà chân IPv4 routing trâu bàn kê enable by default bà tay IPv6 routing ở toàn bàn enable chân nằm bây ở IPv6 này interface thì mỗi đường ai tầm nào bị interface mỗi một căn interface mỗi tiền tạm cho IPv6 những bạn này tạo nên từ bạn cho một căn global configuration mode thời execute và command IPv6 unique routing bạn chắc nó cứ đồng bay enable IPv6 routing ở IPv6 này interface thì mỗi bỏ vào tới ai và routing ai tầm nào bị interface mới, tất cả interface mới tạm giá IP và version 6. Chúng tôi IP version 4 cái bàn enable và IPv4 routing by default rồi nhé. Chúng tôi chẳng bạch enable thì hai đôi kia, tôi cầm đoạt clock rate và nó là serial nhé. Và DCE nhé. Ok, tôi cầm đoạt clock rate nó là serial và DCE và đôi được IP version 4 này. Tỏ lớp mới ca đặt IP version 6 ở interface bảo đảm tên tính đấy và chấm và hai là Linux và serial ok hai chấm đặt lơ đảm tờ thì pin đấy đấy IP version 6 nhé và đưa cái mà đặt lơ đảm tờ thì mua các bạn đây kể đi IP version 6 xem ra file sẽ sử dụng số này IP version 6 xem ra file sẽ sử dụng số mới. Nè tao lên đo console liền mất. Bà chọn vào console mất hay cho bà tập can vào pon vào mặt cá. Bỏ vào tờ tìm mới nè. Hay sửa riêng cái trang can đã IP version 6 đấy. Phần là khi em đã tại P file sẽ nét nâng đầm bay bà phòng hai nhận tập học liền tại phần nó để học liền ai ta đặt luôn ai bàn mà nó lên interface xây xây này đào tờ nữa nè đây là đặc biệt tất cả chương trình cho mà interface mode phần môn mà interface mode mà còn lo bỏ sẵn nè chương trình đã thà đã IPv6 nè IPv6 to interface ok chương trình select interface mode interface file slash zone slash zone IPv6 nhé, tức là keyword IPv6 và sân đặt IPv4 IP đó clear address IPv6 address và global unique card này P còn mỗi chạy A chạy P ở chia sẻ chạy P A chạy P B chạy P C chạy P P đó mỗi prefix học sập buồn ok, bằng interface nữa no shutdown và mỗi tiết interface file snapshot slash mouse IPv6 people mouse C B and A mình mất mà ok prefix học 4 ok no shutdown ok no shutdown và chẳng mình đây thay interface mouse nâng dừng đặt IP version 4 phong IP version 6 phong rồi sai nhận học này nhận học này trong tra IP version 6 sort có bán và lục IP version 4 cho mở rồi có tra IP version so chỉ sai version 4 sort bằng cách nào đấy khi em design diagram thay mới thế chứ nhưng giờ diagram nó đã chứ interface nó tra IP version 4 phong IP version 6 phong này và by default ai đặt tiếp từ lơ IP version 6 mà ca tổng đẹp tầm đó đúng ai ta tiếp là IP version 6 nó cả này IP version 6 bằng hát và nâng tra IP version 4 nè ok và hơi tệ tơ được sở riêng nè đọc đi anh đã IP version 6 bàn và đôi khi đấy nè ok phần là complex bên nè đọc đi bạn đã IP version 6 ở interface hay
bà trâu enable IPv6 routing nhé bà cho mà global mode chỉ mỗi những keyword IPv6 unica routing ok chấm mẹ tao này ai xịt máu IPv6 unicast routing bà chấm IPv6 unicast routing nằm bay ở ai root bà unicast bà message pi interface mới mà cần là interface mới tiết để para IP version 6 này nhé ok bà ok trước dương và to từ bà chấm mới bà xây tiết bà tẹt tơ nừng cả đặt IP version 6 ở interface bà router là đã bà trước này to khi mà mở nhé unlike IPv4 IPv6 interface will typically have more than one IPv6 address bà chẳng copy IP version 4 interface bỏ router để pra IP version của mùi nâng ai đặt bàn tràn bà chiếm mùi IP version của mùi nâng bà ai đặt bàn pi bay ai chẳng bỏ chẳng như mơ khiêm chê cái network này mượn tỉnh nâng bà khiêm chê cái network này mượn tỉnh nhưng ai pra command số IPv6 interface brick bà đâm bay mơ IPv6 để dương bán đặt ai interface bà bỏ rao tờ chẳng đẹp đọc nha khơi nè interface file internet zone slash zone nè đẹp đọc nha khơi miên IP version 6 đọc pi bà nít cứ chia link local address bà xâm rạp tầm nè tầm nâng nông local network nông bản này tầm voice bà nít chia global unica address bà để dương ai tầm đọc internet nè bà root được càng crowds bà ok chẳng đẹp đọc nha khơi đôi mình riêng nhưng bạn có sống còn chứ interface mỗi nước ai miên IPv6 tràn mà em miên là pi nước ai miên tràn thì pi tiệt đấy ok hai nhà đọc nên mơ status về app protocol về app cứ việc thuê via VH và via tầm lai cả hai và chấm bố IPv4 bình số IP interface brick hấp ai đạm bàn tràn này nè đọc nên khơi nhờ file internet số ra số này khiếm đạm mà đai cao pi mà đai hồng bay chạy đọc chạy mùi nhé và chạy đọc chạy mùi chẳng bản nét tăng ốc nên đạm mùi tiết bên đây thay vì lúc bản năng cháu chứ nó về thầm mẩy lâu dùm chạm cho từ đạm về và thay em nhé và interface file xin nét xôn xa lại xôn IP address đầu tiên hôm chạm đạm mà rồi cao pi chạy mà rồi học rằm bấy chạy mà rồi chạy mùi bì đà prám bì đà prám bì đà prám chạy xôn chẳng viên nâng mà ô và rải đi viên viên nâng lúc ở đây chênh nhé bà chấm lúc một bên đói mà đòi cao pi mà đòi học bấy chênh mà đòi chênh mùi nhé ok nè đọc lý ai so IP interface brief nè đọc lý khơi viên chấm lúc một bên đói lúc à chênh đọc chênh mùi cháu chấm lúc một bên đói chênh mà đòi chênh mùi bà chẳng ọt ai đặt IP address pi bà lần lơ ọt ai đặt IPv4 mà pi được gọi tràn nhé lần lơ interface tại mùi bò router tại IPv6 nhé để bác này khơi IPv6 cứ miền IPv6 pi được tràn lần lơ interface tại mùi bò router bà chả nó khỏi trong chuyện bà đội bề điện dương bàn và hai chứ nhé ok bà hơi IPv6 device must have an IP link local address but will most likely also have an IP global unica address chứng ốc bà co để pra pra IP version 6 cứ miên IP version 6 link local xong rạp tổng lẽ tổng nào tại khăn nông bằng đá gì bà hai vì cả miên shop chỉ môi nâng IPv6 bà global unica này bà đi xong rạp tơ càng cao nè ok bà chứng mà thác computer dương rư router thì ai đã pra và version 6 thì mới ai thì check mới computer dùng để pra version 6 nhé và ai thì opco pra IP version 6 nhé ok và nên ta nghe version này và nick kiếm ọt nick pra tầm 4 nick 6 nhé và chắc như đừng miên link local mua shop mà nè mà miên link local shop mà chắc ai mà mua computer là Cisco Packet Tracer vậy nhé thì rất là đẹp đó thì ai CMD được PowerShell
Power Windows Power Cell IP configuration IP config IP config nhé main configuration này chia sẻ IP config mà slot all net off ni ai svai ran link local ni net off ni khoi link local samrap IP version 6 ba link local IP version 6 na chung IP version 6 ba keu mien phop by dip ba automatic mo chmuoy ning link local address na ba link local address ba jeung meul leu machine Cisco packet tracer ni keu mien da net off ni meul IP configuration ni link local address ba link local address phop mo doy svai pravot ke ba leu server ai doy khnie link local address ne okay ba chung device dai prae pras ba chong bchea tha upakor dai prae pras ip ba version 6 nung keu mien ip version 6 link local samrap tamneak tamnao tae knong bandai ni ba hai ko mien ipv6 global address ba samrap tamneak tamnao tae khang kra ne okay hai interface tae muoy nung do jeung ban kot samkol chung aich mien ip version 6 chran ba aich global unica global unica nó có ai miền tràn và nó lấy interface thành bôi đứng hay ai miền và global unica tràn ai miền và link local chọn nó chỉ mỗi tiền đấy và chứng lấy interface mỗi ai miền link local miền global hay global nó có ai miền tràn này nó lấy và thì cười interface can also have multiple IPv6 global unica address from the same subnet chứng interface ai miền đấy IP version 6 global unicast ទាំង ច្រើន បាទ ដែល ដែល មាន subnet ដូច នេះ ហ្នឹង បាទ ហើយ ដើម្បី ដាក់ IP version 6 ឲ្យ interface របស់ router បាទ ដូច ជា ដាក់ ឲ្យ global unicast ឬ ក៏ បាទ link local បាទ link local ភ្ជាប់ មក by default ហើយ អញ្ចឹង អ្នក នរគ្នា select interface ហ្នឹង ហើយ បាទ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង បាទ keyword IPv6 address ហើយ ដាក់ IP version 6 bà tỏ map cho mỗi prefix bà chấm nai ở link local với IPv6 address là IPv6 prefix hết thêm mỗi link local đấy link local ok hay clock đấy đôi khi clock đấy thay đặt là bươn đôi màu đấy mà bà man mơn bit per second này chẳng màu đấy ok mấy dương man đặt IP ấy bà version sạch hời đấy ok chắc chưa mọt đặt tiền tế bà tỏ lời dương cho chụp lời mùi xây tiết bà bẹp con nâng ở loopback address ok con là trong phải chạy chạy hình tích đấy bà trong phải chạy này tao không hình tích bà chân đầm bay đặt IP version 6 ở computer chứ bà đặt mạnh đấy ok để tao không cho mà IP configuration được mát nè để tao không vai IP version 6 hay bà prefix viên này slack của bạn bà prefix viên slack học 4 là học 4 mà anh ấy link được call cho mà slack hay default gateway và default gateway cái chỉ IP này interface này bảo đảm tờ và cho nên khi đã hơi bị màu muốn á thằng muốn kiếm riêng thằng âm vốn nên bạn đảm muốn hơi và chứng pi còn mỗi chữ pi a chữ pi b chữ pi c chữ pi pi đo ngồi này này chỉ default gateway hay computer laptop vốn với nè anh ấy IP default gateway biết cứ pi còn mỗi chữ pi c chữ pi b chữ pi a chữ pi pi đo ngồi hay IP mà biết mà kiểm tra IP bắt top đấy mà lấy pì này đấy đấy để cho bạn tải hết ok lấy IP version 4 này lấy IP và tạm đại này đây nè ok chứ nè tạm nên đạm á cứ ấy pì bọn mối chạy pì c chạy pì b chạy pì e chạy pì pì đó pì ok prefix biết cứ học ấy học buồn đấy ok default gateway đã hời đấy mà ok và chắc là tao khi ai chỉ test connectivity và ping bị PC laptop này và bị laptop vốn một căn PC vốn này là PC vốn miền IP version 6 bị bọn mũi chạy pi A chạy pi B chạy pi C chạy pi đó pi chắc là tao khi khơi miền ca trả lời ấy và trả lời tốt nè và chẳng biết đây là IP version 6 và dưới cứ việc thuê ca ban trầm trời nè và nhận được nên khi mình cả trả lời tốt
Ok, total loss mà admin bắt bóng ấy, dân là 4 receive 4 loss zone và chân tổng đại tổng đồng nó cứ mà connection nó cứ admin bài nhà tế okay. Mà tỏ ở lời dân mơ dân ở chỗ đó là bà tệ tên nâng ca riêng chom ở loopback interface và ca đa IP version 4 ở loopback interface chân tổng bóng lấy nhà tỏa nha trâu đang thả thả với chỉ loopback interface hơi kì tra vi đầm bầy ấy và chân loopback interface này cứ chỉ rùm chỉ mà interface mùi mà nó lừa router và cái pra sản phẩm tại ca nghi testing hay nâng cực cực và nó mà áp pra sản phẩm shop tập can ổng có bất 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 nè ok loopback interface vì mình chỉ physical interface thế vì chỉ logical interface và miền nó không router và hai vì áp shop tập can physical port và hai còn mình ai shop tập can ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែរណាអូខេវាខុសពីវាហ្វីសិកលណាបាទវាអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងលូបៃអ៊ីនទើហ្វេសនេះជាសូហ្វវែរអ៊ីនទើហ្វេសបាទហើយស្ថានភាពរបស់វានឹងគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការគឺបើកឲ្យដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលរ៉ូទ័រមកយើងដំណើរការអញ្ចឹងឲ្យតែយើងបើកផៅវ័រអនរ៉ូទ័រមកបាទលូបៃអ៊ីនទើហ្វេសនោះគឺវានៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺអាប់ជានិច บ่อัพชินิกนะโอเคហើយយើងមើលជាទូទៅយើងប្រើដូចយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការtesting អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់router 2បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ដៃដើម្បីរូទីងប្រូតូកលណាមួយដើម្បីឲ្យ router នឹងអាចស្គាល់រីម៉ូតដែលធ្វើគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ពិបាកក្នុងការភ្ជាប់រីម៉ូតដែលធ្វើនឹងតាមរយៈ physical interface បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតលូបបាយអ៊ីនទើហ្វេសនៅលើរ៉ូទ័រ1បាទដើម្បីកោះសម្គាល់ដើម្បីធ្វើការតេស្ទីងអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាឆើលលើរ៉ូទ័រ2ណាហើយភីងតេសគណិតធីមកកាន់លូបបាយអ៊ីនទើហ្វេសនៅលើរ៉ូទ័រ1គណិតឆឹងអូខេមានន័យថារូទីងប្រូតូកលរបស់អ្នកនរគ្នាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវហើយហើយដូចគ្នាដែរបើអ្នកនរគ្នាឆើលលើរ៉ូទ័រ1ហើយតេសមកកាន់លូបបាយអ៊ីនទើហ្វេសខាងរ៉ូទ័រ2 បាទ connection มันមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានន័យថា loopback មានន័យថា routing protocol ដែលអ្នកនរគ្នាបានយកមក apply នៅលើ router ទាំងពីរហ្នឹងវាដំណើរការបានត្រឹមហើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចធ្វើការ testing បានមិនបាច់ភ្ជាប់មកកាន់ physical interface ចេះនាំតែ គោលបំណងនៃ loopback interface គឺប្រើសម្រាប់ការតេសបាទការតេសហើយនឹងការគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះណាអូខេបាទហើយអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍តិចពាក់ព័ន្ធនឹង physical interface វាអាចដោនណាបាទហើយ loopback interface អត់ដោនទេវាត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឲ្យតែ router កំពុងតែដំណើរការគឺ loopback interface នោះគឺដំណើរការតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត loopback interface នៅលើ router ណាមួយ អ្នកនរគ្នាចូលមើលក្លបបល config command interface loopback ហើយដាក់លេខសម្គាល់វាមកណាបាទអាចពី 1 អាចពី 0 ដល់ប្រមាណទេចាប់ខ្ញុំប្រហែលអ្នកនរគ្នាបន្តមកដាក់ IP បាទឲ្យ loopback interface នឹងមកបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលបាទខ្ញុំចូលទៅដាក់ IP ឲ្យ loopback interface បាទឧទាហរណ៍នៅលើ router 1 ខ្ញុំបង្កើត loopback interface 1 ឬក៏ 2 ជារឿងរបស់យើងណា អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ global mode មក តើ complete អ្នកនរគ្នាពេលដែលរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងណាគឺដាក់ password ការពារ user mode ការពារ privilege mode ហើយក៏ អាចដាក់ការពារ remote តាម device ជាដើមណាបាទដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការភ្ជាប់មកកាន់ប្រព័ន្ធប្រវត្តិការប៉ុន្តែកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំអត់ដែរណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឡើងនឹងធ្វើមុនគេបំផុតណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងធ្វើឲ្យ loopback interface បាទសេកាត់ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមាន interface loopback អូខេហើយសញ្ញាសួរថាបន្តពី loopback ឲ្យដាក់អី អ្នកនរគ្នាឃើញអាចដាក់ លេខសម្គាល់នឹងពី0ដល់បាទចំតម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកតោះគ្នាចាំបង្កើតលូបបែក 01 អូខេអញ្ចឹងអ្នកតោះគ្នាឃើញវាលូបបែក
Zero change state to app line protocol via app ấy. Dương admin ban no shutdown đôi ở physical này. Admin ban white keyboard no shutdown này. Để sao viết ra ban ban ai đồng đại ca đòi sai một vấp. Ai để router đồng đại ca. Vì chỉ logical rư hào ta chỉ software interface này. Ok. Ok, chẳng đã IP về máu, IP address thì họ dot, check dot, check dot, check dot, bị đặt pram, check, bị đặt pram, check ấy sai, check bị đặt pram, check ấy số chẳng máu đấy, ok, chẳng biết offline ai check mới, số IP interface bridge, ok, và riêng mới mình loop back interface riêng đấy, nên offline cái loop back số để dot, check dot, buồn đó, và set tên với app và protocol về app chứng viên thuê cài nên nó khi ai đồng mang của nó chia physical interface mùi mà thì họ nên nó khi thuê và pra đài đồng bây routine được bà ấy đồng bây testing chứng nên nó khi ai chào lần ít và ping một căn IP này loop by interface được bạn bởi sân là ping tờ tôi cả trái top bên đây thật đài đồng bây routine bởi dương bà vì thưa cả bạn trầm trồ sao vì ai cầm nắp plug ở router đi scroll plug từ căn remote network khang router đi đại dương đồng nàng nói và loop back interface này nè và kể trước đây đặt đi ai bên đặt mơ và routing table nè đây là command số ip root mà chúng tôi ip version 4 và trước đây đặt đi khơi nè đọc bày đòn chỉ số nick có chia network mỗi đại top shop đại to từ căn đấy loop back interface sau đó đấy ok to ở lại dương mơ và to tiếp ok chương dương châu đo là và verify connectivity of directly connected network và dương ai chỉ truyền về đất ca top shop đây network để top shop từ căn router được toàn chứng nè đó kia khơi tha nè đôi giờ router vòn network này interface để top shop một căn switch S1 hay network này interface để top shop một căn switch S2 hay network này interface serial số ta số ta số nè chỉ network để top shop đòi toàn và chứng nè đó kia ai truyền về đất mới ca shop mà lơ router đó và từ lơ interface thì mỗi mỗi đó như là nó có ai chơi là computer nào mỗi ping via tay connectivity bản đấy và đứa còn lại nó có ai command show đầm bay mơ và ta interface nó tập bàn ta IP tập tập nữa cái show IP interface prim và mấy chữ man show hơi đấy ok và show IP interface prim mà chân như khơi nè và file internet show là show nhưng mà đã sẽ tham về app file internet số là môi serial ok hai đường lục bài chất mà đẹp đi trong đăng thao ta interface nâng IP thì dân bạn đã nâng vi ai thưa ca nơi đấy nhưng ai ping đồng bay tại cái này kìm tí mà là ca pi mà rồi học bay chạy mà rồi chạy môi chân như cười sạc xe hết mà rồi thì rồi môi tiết chạy mà pay chạy môi cười sạc xe hết rồi mà rồi thì rồi nhé ok bà thưa cả ok nè đó khi ai show IP root nè và chân số IP interface prim nè đầm bay mơ và đôi sông khẹp IP là lơ interface đi mùi đi mùi hay IP nó cứ IP version 4 và ok và hai đừng mơ bị sao là phía viên của phong tài thần cả chân mà khơi set up protocol up bên đây viết với cài ok nè đó khi ai show IP root đầm bay mơ lại routing table content mở vậy vậy đây biết được routing table chương số IP root ở đó sắm ra IP version 4 đấy chương đó khi khơi miền bắc network mà nên đó khi khởi so si bị mộc miền buồn đấy chương cứ buồn network đấy buồn network hai network nước top shop đó to chiếm môi nâng router vòn và dương nâng như khơi network đọc trên sơn bảy đón nè mà chia sẻ đọc bảy đón trên sơn đấy mà top shop này có tam lúc bảy sơ và đại ca pi đại học bay trên phay trên sơn top shop được to tam phai sơn đại sơn là mùi đại ca pi đại học bay trên mà rơi trên sơn đấy trên phay trên sơn trên phay trên sơn top shop được to tam phai sơn đại sơn là sơn và đại ca bay trên đọc trên sơn top shop được to tam sơn đại sơn là sơn
Okay, anh chụp IP version 4. Okay, nè, tao phải đi so ấy tiền nè, so running config interface ID display the command config on specific interface. Chứ nó bằng hai command đại dương mà riêng trong là interface chạy lẹ. Phần tay Cisco Packet Tracer or support. So running config interface. Nè, tao phải đi cái này mới. So running config biến interface ở đây nên đặc biệt khi anh miền đại để ra với an toàn support á chứng ở đây so nâng và hai giờ đặc biệt bán ok oh những ai pra này này chỉ này sri này chấm tiền chỉ này sri mũi chấm mới chấm bằng router nữa mà ok chấm cho tờ console cho tờ port mặt ca với ok, chúng ta đọc này ai số running config interface này ta kể kể tỏ mất ai đặt interface mà thì họ interface này file sẽ nét số interface ID này ok, chúng bằng hai anh bị interface nâng để đọc này ai mà mớ so interface so running config interface file scenario so so building configuration current configuration okay interface is like no IP address shutdown you play and mà bằng hai mà ID display the command config on specify interface bằng hai command này config lơ specify interface này nè ok và chứng bằng hai command là interface nên thì họ như là interface file internet so sạch so này chẳng màu nè và hơi mà no IP address và sau này dừng ở đại IP và trong lúc IP cháu ok chứng command là ai prao này rồi nè đặc biệt khởi nhà interface đồng bệnh và select interface nâng hai command no IP lúc IP trên interface nâng command sắp đó bao gọi interface đang đầm đá cá command là uplay này cứ đầm bay command là uplay hay command ăn đầm bay chạy trên cái interface một đấy mà cần là preview issue một mình ok chấm còn là Cisco Packet Tracer or support so running config interface hay là interface ID mà chấm bằng hai bìa mình chia và display command configure bằng hai tiền chia là những ai config nên là interface chạy lại nè ok ok hay so interface mà so interface display interface information and packet flow count mà trước so interface này bằng hai port miền thì interface hai nâng ca rob lồng hồ cái chập tận này ok trước này tao đi ai so interface so interface và chân viên nâng bằng hai như có biến thì interface nè nó để cưới file nè xong ra xôn apply protocol app mà hardware với nó chỉ my address ok hay ca description mà dưỡng đi descript mà link to line 1 hay đi IP bỏ interface nữa mà kể là bươn interface nữa cứ bandwidth mà kể delay và hay tẹo tẹo được flow count đó là packet nè nó đi mở packet in package 0 và okay. Package inputs ok và hai được tạo interface thì mùi màu và nè đọc trong specific và nè đọc nè so interface file is net so lại so màu chắc nhận mơ tại file is net so so mùi vậy đấy ok và chân viên bắt đầu bỏ bị interface này ok hai nâng ca rộp và lục hô này cái chọc tận này ok và hai so IP interface bằng hai IP version 4 tệ tăng nâng bỏ tầm biến xâm rạp group interface thông hóa lửa đào tờ chẳng nè nó này ISO IP interface so IP interface mà chẳng bằng hai mà
những cái file scenario và IP bên này, subnet mà bên này nhé, ok, và ok, hai bên này nó trong bờ interface là mỗi mà so IP interface thì họ file scenario sẽ làm mỗi chẳng bảo đấy, và chẳng bằng hai giải quan viên được interface được mỗi và sau là ở cùng lập specific interface thì vì bằng hai group interface được, oh, và ok group interface được. Ok, hai dừng và to tiếp và xong tính tiếp trong những xong rã này. Platform IP version của môi mình, lồng non bằng IP version 4 này, nè, có là time peak và vi sinh, mà số IP vi sinh interface brief mơ bọn miền bị IP vi sinh đòi sẵn khác nó lên interface. So IP vi sinh interface nít, mà IP vi sinh interface, so interface center. All IP v6 address that belong to. Okay. Chẳng đẹp này ai số IP v6 interface brief mà bằng hai bọn miền sẵn khai với IP v6 nơi lưu interface. So IP v6 interface brief nè. Okay. Chẳng đẹp bằng hai này interface này đã IP bằng này và IP v6 tham thiết về dòng mạch nè. Okay. Interface này đã IP v6 và má tha thiết về mạch. Hai mũi tiết ISO ấy IP v6 interface hay interface ID nhưng mà tại tại specific interface nào mũi nhé mà so IP interface interface ID thì họ file sẽ là so slash so nhé. Ok, xem với bằng hai từ lơ specific mà IP nơi lơ interface file sẽ là so slash so và như khơi như setter vi app protocol vi app và IP v6 enable ở đây link local address và ở đây chia global unique address cái subnet ok join group address ok ok hay và to tiếp và đối bàn so IP v6 root và so IP v6 root này cứ là bây mơ routing table này IP v6 và mơ routing table này IP v6 chẳng so IP v6 root và sân IP v4 admin time v6 hết á và chẳng và bằng 2P routing table này ai và xâm rạp IP v6 tên đó không đi khơi một căn mát vương này ok bằng IP v6 trong mà ta phải xảy ra xôn xảy ra xôn mà một comment lớn đi này IPv6 trong màu tam file sẽ là số là mùi đấy ok mà hai là source IP mục đích bị chạy vì to shop này toàn là source IP local và local và chứ local ok hai tham tiếp và up up á bị chạy tham biết thực cả đấy mà để đặt niềm mơ ở mà tham tập tiếp này bị chạy nâng lên interface đó. Về đến đây là so IP v6 interface brief mà đây là cái chạm ở đó đấy mở để up đấy mà chân status up protocol up hay miền IP làm việc với cả ok ok hay riêng miền mà mối tiết bà chấm lại mối tiết cứ phải phần đường filter so command output chắc bây giờ dương pra command so output viên đang bằng hai mà non mà tổng po hay chấm luôn line mà chỉ đúng bài default chấm luôn line được đâu mà tổng po nó cứ mà play buồn line nhé kì chắc mình đã đọc như pra command so đấy thì họ dùng so running config chẳng đấy chắc mà tổng po để đọc đi chạm vào đó vì để mở mà cứ miên mà play buồn ở line mà không mua tổng po nữa đấy mà play buồn line bà chứng bà xem đẹp tao kia trong cầm lót chấm luôn line tha cầm ao chia pin ở tay chiếc nâng đồng môi tổng phố đấy đẹp tao kia ai pra pin mình chia terminal link bà đâu ai pre link execute một đồng bay đô chấm luôn làm number of line này còn có Cisco Packet Tracer thì ở support này thì họ đẹp tao kia bà cho mà pre link execute một vài keyword terminal ở miền khơi biển lên này miền terminal history miền terminal monitor miền nổ ban này mà sân là nâng lên opacol bất và vim support ở đây ta khiêm pra ở chiến s3 cứ về
và shop image bật 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 router cho máu chắc chắn ai và bằng hai nhận offer bán chứ chỉ mỗi keyword terminal lệnh đấy và hai nhận offer sẽ nhà số máu chứ khi ta ai cầm nắp cầm luôn number đó và không mà pay nữa nên offer khi ai bị số đó là và pram rồi đọc pi chứ mà sao mình trong cầm nắp là pram line đó nè ok hãy nhận offer ai số ram định mức và định cần pin mức và chứ nhận offer khi và hai nè và tại pram là gì nè mỗi pi bảy bốn pram và tại pram là gì nè và không mà pay nữa nè và ok tại pram là gì chắc chắn ai cầm nắp mà ok hai mối tiếp theo tương đương cao filter nhưng ai cho giờ phần nào bản chương này nó ai prime shop chỉ mối nâng sinh nhà price đảm bảo cho đấy bạn ok ở thứ hai này nó khi so running config pi session line con chương viết bằng hang session mà section that start with line con chương viên bằng hai tại phần đã chấp đam vì ấy line code được mọi và chương viên ai filter up bằng hai được rồi bằng hai tại phần để chấp đam chỉ môi đường line code đấy ok chương nét ngọc nia mà mờ ngọc nia đấy giờ mới bắt đầu là những so running config đấy những cái bằng hai mà tập po nó mà phải buồn và to thay dương space bar mà phải buồn tiền space bar mà phải buồn đấy mà space đó mà key space đó mà anh chia sẻ mà key space đó mà ok hay tiền mà từ đó mà ok chứ mình đang đi trong trò chơi tầm nào số running config và pi session ok line con ok session up there so running config section ok section section line con nhưng chạm giờ vì mà vì line con đang mở và trước này tôi không đi khơi về hai line console solo đi mùi đến và ok chứng anh ấy dương ai filter giờ lại nắm mùi thì dương tất cả và chỉ mùi nâng và so running config và sân này tôi đi up miền là cho mùi thay thế viên nâng bằng hai running config mà đo mà tầm po mà đo mà tầm po đấy hay section line con và chứng show the section that start with line con và hai đặt này để chấp đam chỉ mua được line con này và mua tiếp này đó là show IP interface brief và dương mơ IP group interface tất cả còn tay là dương trong filter giờ cho giờ ta down này interface này down này chứ pi include down và pi include down tỏ lời dương mơ show IP interface brief và đăng sử dụng IP version 4 chứ nè đó nếu khơi nhờ ai tại miền đặt IP là lời interface và viên nâng bằng hai nhé và viên nâng bằng hai mà viên nâng bằng hai role interface nhé và ok và thì khơi miền là tôi bay interface miền đặt IP thì miền là đòi nhé ok tăng áp tăng đòn tay vào riêng trong ban tại đòn nhé ok chứ include đòn nhé và chương bằng hai miền mà đào thì cái muối pì đấy cái đào miền pì và chương này tập đi cái đào miền pì này muối pì và hai nhảy seria zone slap zone slap muối hai đường ấy vi lan bọn này ok hai bên này tập đi do tại hạt bình lấy đi đại hạt đấy hạt chương hạt miền mà đây nhà tập đi rõ phần lớn đấy muối pì bảy buồn chương miền buồn đấy ok và hai là hạt ok chương so IP interface brief pi include down và include all output that match down và hai rồi output để mà interface nó tham gia vào sản phẩm down hai bạn này đó cái này prime compare bên chia so ip interface brief và pi exclude app và chân exclude hay include có cái này exclude rob bên chỗ
exclude mình drop vào chỗ lực lệ nè bạn lực lệ chẳng exclude all output that match up và exclude và chẳng roll output được gọi là up cứ up hai nhỉ mình lực lệ hai nhỉ hai là down vậy nè ok chẳng ai para exclude up lực lệ up hai là down ok chẳng là đọc này ai nếu ai para exclude vậy nè exclude up chẳng áp áp hai như thế này thôi đi khơi down khơi hai down này tại mà sao exclude down với hai như thế áp và khơi hai áp đó ok và hai áp 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 đó ok ok hai miền ở so running config pi begin line ok so running config pi begin line nhé ok bằng hai all remaining output start with line chẳng bằng hai group output tiếng o và vậy đó bằng hai group output tiếng o để nó sau và chắc đam chỉ mua đừng bị thả lại nhé và so all remain output và bằng hai output để nó sau và chắc đam chỉ mua bị thả lại thì chẳng để nó đi ai sau là bóng so running config py begin line running config và chân này ta không đi khơi và away để nó sọt và output của nó sọt là chắc đang bị lại nhé và chân chắc đang bị lại console mở nhé ok và chân cái mới bật sân này ta không đi show running config thông một đá nhé và chân này cái này nó cứ này càng cao một phút này và line console này nè, đọc nè mơ ok, đọc nè scroll mà space space mà cao mà mà nơi line mà page cao một phần nè bắt tay bây giờ đọc nè so running config py begin line chứ mà và hai nhà output để nó sao lắm chắc đang bị line mà chứ nhưng mà nó sao chắc đang bị line cái chắc bị đi mở nè mà đó đọc chồng một chọn đi nè ok mà chứ nè đọc nè cứ chắc đang bị line console mà đó đọc chồng một chọn mà này và ca bằng hai nhân này ok này này và show running nhân này ok chắc là nó cứ filter này. Ok ok hai dân châu là và xong mà slide tiếp chăm dân phải chóp đó là mày toàn tạp được mình đó dân dân kênh tích ok tại tao nâng command history feature và chắc command history feature đi và chui dân đồng ca bà đồng nai ca còn mang để dùng từ bài thay nước bàn đưa là dùng con là chơi khi control p rồi còn chơi arrow up mà arrow up đấy ok chứ nhưng mà bà dùng chơi control p mất này và p phải chia để dùng tâm execute một lần mà ok rồi còn dùng ấy arrow up đấy arrow up từ lớn thì tất nhiên phải hai là thay bật to thì mà ok arrow down thì sẽ lấy arrow mình mà và thì họ đấy môn kề đấy và anh ấy là thay gì kề arrow up mới tiếp là thay bật top đơn tử arrow up mới tiếp thay bật top tử chương command history đấy mà và bị chui dương là dương ai tần a ca bà pia mình chia là dương tần a ca ban bà tên tần a ca nó ban luôn là dương a có đòi cho khi control p được gọi arrow up thì họ đôi dương mình đấy và dương execute command này và sau này dương bay là mấy ví dụ đây là so running config đó clear py begin line hay dương có đòi cho arrow up đó. Mà vì định thách ở đằng đèn đỏ hay dương enter mà vì execute ở đằng đèn đỏ đó chẳng biết tập nào cả bàn đường ok ok hay để tôi không nên tiết by default command history đó vì chăm ban tại đọc command thamay thamay vậy mà đọc command để tôi không nên vay bị chỗ cao kia đơn tì mà hay mà để tôi không nên chẳng cài prai vì mà để tôi không nên ai vay terminal history sai đã chấm luôn ấy và chấm luôn đấy ai bị chạm mà ok hai đẹp ok trong phần đất mới cứ show history this is all package tracer support show history ok chẳng đẹp ok này cứ nhảy vay để bị ai chạm mắt kìa thamay thamay đọc nâng ạ mà thamay thamay đọc nâng nè ok mà thamay thamay trong còi đọc nâng bị chạm nè và command thamay thamay trong còi hai đẹp ok này trong cài prai terminal history size terminal history size terminal history size. Hãy để tôi này
nhà số mốt ok ai đo ai chạm ba đó đó là pi đo hai số mũi đấy chứ người ta hơi giống chạm ai chạm tập ram này chứ này là cái số history mà để là cái rồi mới cái ram này mà chạm ở ram trong tao thì mày nữa này mà ok chứ anh ấy bẹp pon nữa người command history feature và lẽ cái này này command history là vi ai chạm đấy mà nơi pi bằng chia thay mà chẳng những ai pra tiền chia để dân ban execute mà đó hay là vấn đề nghề để đó nên còn chơi control P được gọi là up arrow này arrow sẽ nhập rồi nhiều lớn này hay để đó nên ai phải đặt mơ tha vì chăm bảo mãn chỉ mỗi đường keyword history là pre execute mode hay là trong cái về này cứ terminal history sai cái đạn lệ mà là pre execute mode đấy ok hơi tạo tên config and verify small network mình nick mà thử hai nè mà này nhưng mà thử hai chứ mà thử thế này ok hơi anh ấy tạo tên nâng config basic đấy ok nè ok này ai thử là clone ai nhập test mà tí mũi nè ok này đặt một router có sầm call nè tí p config password kp và k miền privilege miền và user mode miền telnet rồi có ISA nữa nè hay thì bây giờ đó nên config interface thằng pi bỏ router và đồng bây giờ computer PC A, PC B này ai tổng đẹp là cái bán á chân khi ông ở thừa dưỡng thế rồi sao mình chân màn bằng hai dưỡng đi hết chân mà nâng đẹp đó nên ai thừa bị lặng bình nè kê đồng bây rất là chiếc chứ bác hay miền bài hà lấy nó ai xuống khi bán nè kê hơi màu có dương đường châu đó là routine decision mà ok chứ xâm lạc màu nó để sao có chuông đào màu dương đáy lưu dương tình ấy đó ok chứ dương ai chứ bà xâm lạc bằng đất này còn cho được một cả châu rùm bọn này tọa đó ok chứ dương ai xâm lạc màu